các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi của Trung Quốc đã có mặt tại quảng trường trung tâm thành phố Nagoya, Nhật Bản để biểu diễn những tiết mục hấp dẫn và đặc sắc, thu hút rất đông người dân Nhật Bản và du khách. Bằng những loại hình nghệ thuật như kịch mặt nạ của nhà hát Tứ Xuyên, các màn nhào lộn và không thể thiếu màn biểu diễn múa lân. Lễ hội mùa xuân này rất hấp dẫn, năm nào tôi cũng muốn đến đây tham quan. Bên cạnh đó, hàng chục gian hàng bày bán các món ăn truyền thống của Trung Quốc như bánh bao, thịt nướng và kẹo hồ lô cũng được rất nhiều người dân Nhật Bản đón nhận. Điều quan trọng là phải hiểu được văn hóa của nhau. Tôi thích món ăn Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng được ăn chính món ăn mà người bản địa làm sẽ là ngon nhất. Những phụ kiện trang trí nhà cửa của người Trung Quốc cũng được bày bán, làm cho không khí lễ hội càng trở nên nhộn nhịp và thu hút hơn. Thật tuyệt vời, tôi và chồng của tôi sẽ mua một ít để trang trí nhà cửa của mình. Lễ hội mùa xuân này được tổ chức tại Nagoya từ năm 2007. Năm 2018 kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước hòa bình và hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản. Lễ kỷ niệm này dự kiến sẽ đóng một vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Lễ hội năm 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 1 và một lễ hội mùa xuân Trung Quốc nữa cũng sẽ được tổ chức vào giữa tháng 2.